Du lịch Thái Lan hè cực bốc, giá cực sốc chỉ 5.990.000. Đất nước Thái Lan, xứ sở của những nụ cười, các danh lam thắng cảnh, các khu vui chơi giải trí, các show trình diễn đặc sắc chỉ có ở đất nước Chùa Vàng. Quý khách sẽ được mua sắm, vui chơi thỏa thích tại thủ đô Bangkok, khám phá cuộc sống về đêm của một thành phố không bao giờ ngủ. Ngoài ra, quý khách sẽ được thư giãn, tận hưởng tại thành phố biển Pattaya, nơi thu hút được nhiều khách du lịch nhất Đông Nam Á. Hành trình Thái Lan, Bangkok, Pattaya, giá siêu hot chỉ 5.990.000, khởi hành vào các ngày 24-26 tháng 6. Hãy nhanh tay đăng ký ngay với Du lịch Việt qua tổng đài 1900-1177 thôi nào! Du lịch Việt, phục vụ bằng cả trái tim.